Các quý vị nào yêu mến chương trình, nhớ bấm cho Nguyên cái ngón tay cái để chương trình chúng ta có thể vượt qua được cái sự thuật toán kiểm duyệt của YouTube, mà Nguyên có thể đem rất là nhiều những bản tin sôi động ly kỳ và cho Nguyên chào lại tất cả các vị nào mới vào trong diễn đàn. Ngoài ra thì Putin vẫn mang cái đạo đức giả khi lúng đó ở tại Trung Quốc và lên án Hoa Kỳ và lên án châu Âu về cái tình hình căng thẳng đổ dầu vào lửa ở tại cuộc chiến tranh Ukraine và Nga và cuộc chiến tranh Israel và Palestine. Vẫn tiếp tục là đổ lỗi cho Hoa Kỳ và châu Âu trong cái chuyến đi mà ổng ngoại giao ở tại những cái quốc gia, ổng cũng lên tiếng về cái điều này và cũng nêu lên đích danh Hoa Kỳ là kẻ thủ phạm cho hai cuộc chiến mà cả thế giới đang bận tâm, và lỗi là lỗi của Hoa Kỳ. Các vị cũng biết mà, ổng còn nói trời ơi bệnh viện tàn ác quá, ngừng bắn đi. Khi lúc đó Nguyên nói trên thế giới này ai cũng có thể chỉ trích được hết cái sự việc thảm họa vừa qua ở tại Gaza, một bệnh viện mà làm 400 mấy người đã thiệt mạng. Ai cũng có thể chỉ trích được, chỉ có Putin duy nhất là không đủ tư cách để chỉ trích. Vì thực tế ở bệnh viện của Ukraine, tổng cộng hết mấy ngàn cái bệnh viện của Ukraine, không có bệnh viện nào mà Nga không có thả bom tấn công hết. Và cả luôn những bệnh viện mầm non, bệnh viện để mà kêu là phụ sản đều bị hết. Chưa nói bệnh viện cả trường học trẻ em cũng không tha. Và thảm họa ở tại Mariupol ngay trong cái gặp hát thì các vị biết mấy ngàn người. Thì tất cả ai có thể lên án cái này kia, nhất là cái vụ đó nó chưa rõ có phải chăng là Do Thái hay là một cái âm mưu, một cái thế lực nào đó, hiện bây giờ nó còn đang trong cái giai đoạn điều tra. Nhưng mà chưa rõ gì hết, nhưng mà bắt đầu là cáo buộc và lên án như vậy. Thì Putin nói chung chung là đến Trung Quốc mang cái mặt đạo đức giả và lên án Mỹ, lên án châu Âu, lên án Do Thái, lên án này, lên án kia. Nhưng mà chính tay ổng là đã cố tình tiêu hủy hơn cả nửa triệu người rồi. Đó là bản tin liên quan đến Putin, cái chuyến đi ở tại Trung Quốc. Ngoài ra ngày hôm nay phía bên Nga có đưa ra một bản tin. Bởi vì ngày hôm nay thì ở tại thành phố Sapakisa đã bị tấn công vào một cái chung cư. Thì cái số lượng đó là 2 người đã thiệt mạng và vài người đã bị thương. Thì đó là cái báo cáo của Ukraine ngày hôm nay với cái sự tấn công của Nga vào cái chung cư dân thường. Thì Nga ngay lập tức không đồng ý cái bản tin đó. Và Nga cho rằng là do chính hỏa tiễn của Ukraine, hỏa tiễn phòng không của Ukraine dởm, không ngăn chặn được tấn công của Nga mà gớt xuống nhà người dân thường. Chứ Nga không có tấn công đâu, trời ơi, Nga vô tội cơ. Nga vô tội, Nga không bao giờ tấn công dân thường. Nguyên nói thực tế với các quý vị là đó là những cái giọng điệu mà của bên Nga thường xuyên chia sẻ những cái vấn đề mà nó không xác thực. Thực tế vũ khí của Nga không chính xác. Tức tính chắc chắn là vũ khí của Nga không chính xác. Và nó bắn nhầm, bắn lộn, bắn gớt vào thường dân, đó là chuyện rất là thường xuyên. Đặc biệt là loại mà nhiều khi Nga còn sử dụng loại hỏa tiễn mà phòng thủ là S-300 để mà tấn công. Chưa nói là Nga lấy những cái vũ khí tồn kho cách đây một cần cả trăm năm rồi đem ra bắn cho nó hết. Những cái vũ khí cũ đó bị Nga hết đạn rồi, hết đạn dược rồi, bao nhiêu đạn cũ cũng đem ra bắn. Nên là nó đã lạc đạn và nó đã gớt vào thường dân, đó là chuyện quá thường xuyên trong thời gian vừa qua mà chúng ta đã theo dõi hơn gần 2 năm. Nên là chúng ta mới nhìn lại cuộc chiến tranh và chúng ta mới thấy được thương người dân như thế nào. Người dân là một cái nạn nhân của những cái kẻ độc tài tàn bạo muốn xâm lược chiến tranh các quý vị. Và người dân lúc nào cũng phải gánh chịu những cái sự khó khăn như vậy. Thì đây là một cái bản tin liên quan đến Nga mà Nga đã có thể nói là phủ nhận hoàn toàn với cái cáo buộc. Ngoài ra nữa thì Nga đã làm cái gì? Ngày hôm nay thì quốc hội của Nga, ngày hôm qua xin lỗi, đã quốc hội của Nga đã bỏ phiếu và đã không muốn xác nhập về vấn đề an ninh hạt nhân. Có nghĩa là Nga đã bắt đầu chính thức không tiếp tục cái hợp đồng an ninh hạt nhân cả toàn cầu. Từ nay sắp tới thì Nga muốn có thể thí nghiệm vũ khí hạt nhân lúc nào cũng được. Muốn bắn đâu thì bắn. Nga có thể sản xuất với cái tốc độ bao nhiêu cũng được. Nga bất chấp, không cần công bố gì hết. Và quốc hội của Nga đã bỏ phiếu thành công về cái vấn đề này. Khi lúc đó Putin thì đang ở Trung Quốc, thì tại quốc hội của Nga đã bỏ phiếu về vấn đề an ninh hạt nhân. Họ không quay lại cái hợp đồng với Mỹ nữa. Và có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trong những ngày kế tiếp Nga sẽ thí nghiệm vũ khí hạt nhân. Đó là chúng ta không tránh khỏi thời gian gần đây thôi. Nga sẽ thí nghiệm vũ khí hạt nhân, chắc chắn là gần gần đâu Mỹ đó để đe dọa mấy ông Mỹ. Đó, chắc chắn là bắn đâu gần đó, gần Mỹ đó để đe dọa mấy ông Mỹ.
Đó là bản tin để chúng ta thấy được là cái tình hình thế giới nó lại leo thang và lo thêm một bậc. Ngoài ra Nga lại đe dọa, một bản tin Nga đe dọa sau khi cái tình hình Nga thất bại vì căn cứ quân sự của Nga bị tấn công ở tại đảo Crimea, sân bay của Nga bị tấn công ngày hôm qua, tổn thất nặng nề. Nga bị tổn thất hai cái hệ thống S-400 thời gian gần đây. Máy bay Su-25 của Nga bị bắn rơi trong 3 chiếc trong vòng 1 tuần. Nga phẫn nộ và Nga cáo buộc rằng là Ukraine được sự yểm trợ vệ tinh của phương Tây, nên Ukraine mới có thể bắn chính xác như vậy mà làm thiệt hại. Cái miệng á, nó vô lý chỗ này nè. Khi người ta đưa những bản tin như vậy thì Nga lúc nào cũng nói không có, chúng tôi không tổn thất gì hết. Toàn là những bản tin của Ukraine bịa đặt không, để làm bôi đi cái danh dự của đất nước chúng tôi, chứ chúng tôi không bị tổn thất. Chúng tôi bị làm cái gì mà hai cái hệ thống S-400 nó bị hư? Làm cái gì mà tàu, hai chiếc cái tàu của chúng tôi nó bị chìm? Làm cái gì mà chính trực thăng? Phủ nhận hết, không có. Nhưng ngày hôm nay đó, lòi đầu ra. Ê, tấn công thành công là do vệ tinh của châu Âu, vệ tinh của Mỹ. Mấy bữa nay mà chúng tôi bị tổn thất nhiều là do vệ tinh của châu Âu, của Mỹ hỗ trợ. Nên là bây giờ chúng tôi sẽ bắn vệ tinh nếu tiếp tục vệ tinh hỗ trợ cho Ukraine. Nên là bắn vệ tinh, Nga cáo buộc là do cái tổn thất thời gian 1-2 tuần gần đây quá nhiều. Tổn thất quá nhiều, tổng cộng mất là tới gần tới 5-6 tỷ tiền vũ khí lận. Nên là tổn thất quá nhiều và do là cáo buộc là do phương Tây hỗ trợ về vệ tinh, nên là hỗ trợ cho Ukraine chính xác. Nên là bây giờ đe dọa bắn vệ tinh của phương Tây là châu Âu, Mỹ các cái vậy. Nên là có bắn hay không thì đó là cái lời đe dọa thôi. Cái lời đe dọa thôi ha. Nguyên đố họ dám bắn, đố họ dám bắn, nhưng cái lời đe dọa thì họ đã đe dọa vì họ cáo buộc rằng chính là phương Tây đã hỗ trợ Ukraine tấn công thành công. Vậy là họ đã vô tình thừa nhận Ukraine đã thành công. Elon Musk sẽ sợ, đúng. Vì vệ tinh của Elon Musk nhiều lắm. Mình ơn cái tập đoàn SpaceX của Elon Musk không là bằng hơn của cái quốc phòng của Hoa Kỳ rồi. Elon Musk ổng sợ. Thì có nghĩa là Nga đã thừa nhận là Nga đã thất bại nặng nề trong mấy ngày gần đây. Đặc biệt là một tuần tuần mấy nay là Nga thất bại nặng nề. Vậy mà không thể thừa nhận, lúc nào cũng từ chối là không có bị tổn thất. Và bây giờ khi tổn thất là lại đe dọa người khác. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật cho các quý vị một bản tin nó sẽ làm thay đổi cuộc chiến tranh ở tại Israel và Hamas. Đã có anh hùng giải cứu rồi. Anh hùng này sẽ giải cứu và sẽ dập tắt cuộc chiến tranh này. Anh hùng rất là quen thuộc. Trước khi đến đó thì ngày hôm nay cho Nguyên cập nhật thêm một bản tin của Nga cho các quý vị. Putin ở tại Trung Quốc thì cũng có rảnh rỗi lắm, nên là đưa ra một cái bài bình luận và cáo buộc là Mỹ đồng phạm với Do Thái. Sau khi cái lực lượng Hamas ngày hôm nay họ cáo buộc là Mỹ cũng là người tội đồ, các như vậy, Mỹ cũng là tội đồ. Nên là Nga cũng là đưa ra cái bản tin là Mỹ cũng có liên quan cái vấn đề tấn công ở tại bệnh viện Gaza. Cái khùng cái gì của Mỹ hết, mấy ông Nga này giết người nó mệt ốc. Nhưng bây giờ bản tin cuối cùng, bản tin nóng nhất cuối cùng, đã có người xuất hiện ở tại khu vực Trung Đông để giải quyết vấn đề mâu thuẫn. Đố các quý vị người đó là ai? Các quý vị nói Tổng thống Joe. Không, Tổng thống Joe không đủ sức rồi. Không đủ sức. Người này là quan trọng lắm, vai trò lớn nhất trên thế giới này. Đố các quý vị đoán được tên người đó là Nguyên khen hay luôn. Nguyên nể các quý vị luôn. Nguyên nể các quý vị luôn. Các quý vị phải suy nghĩ cái tâm lý Tiểu Lâm. Việt Nam là đúng. Việt Nam nhà ta chứ ai. Thủ tướng Phạm Minh Chính. Các quý vị quên là Việt Nam và ta với Cuba là hai anh em mà. Hai anh em giữ hòa bình mà. Anh ngủ em thức, em ngủ anh thức. Bây giờ hòa bình nó bất ổn, Việt Nam chúng ta phải đến chứ. Việt Nam chúng ta, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bay đến Trung Đông, đến quốc gia Abdik sau đích. Chúng ta qua bên đích trước, qua cái đích trước, trước khi đến cái đầu. Vì đến cái đầu nó bắn thì sao, nên xuống cái đích trước. Abdik sau đích. Đó, ghê chưa?
Bắc Trung không có làm được. Chỉ có Việt Nam chúng ta, vì Việt Nam chúng ta giữ cái vai trò là hòa bình thế giới. Mỹ không có giữ. Việt Nam và Cuba thôi, vì Cuba đi không được thì Thủ tướng Phạm Minh Chính phải đi thôi. Đó, bây giờ Việt Nam chúng ta là phải ra tay rồi. Việt Nam chúng ta là ra tay rồi. Đó, Việt Nam chúng ta là đưa Thủ tướng Việt Nam lên. Hiện bây giờ Thủ tướng Việt Nam đi đến Abdic sau đích rồi các quý vị. Xuống cái đích trước. Và sẽ có những cái lời phát biểu gì thì chúng ta chưa rõ. À, nói chơi vậy chứ. Mấy ổng làm gì mà mấy ổng dám dám phát biểu. Mấy ổng đi họp agent. Họp agent. À, Thủ tướng qua bên Abdic sau đích họp cái agent. Cái tổ chức agent mà GCC đó. GCC đó. Phát triển kinh tế chung Liên minh Á Châu đó. Đó, ổng họp agent. Chứ ổng mà dám phát biểu cái gì. À, làm cái gì. Nguyên có một cái điều mà Nguyên thấy lạ các quý vị. Nguyên thấy lạ các quý vị. Nguyên thấy lạ là cái điều là thế giới đó, mỗi lần có những chuyện lớn như vậy đó, thì thường những nguyên thủ quốc gia trên thế giới đó, họ lúc nào cũng có những cái lời phát biểu nói về tình hình chiến tranh đó. Nước nào cũng có. Mà chỉ Việt Nam chúng ta là không gì chúng nói đó. Không chịu nói các quý vị. Nhưng mà bữa nay bởi vì cái họp Asian, nó là Thủ tướng Phạm Minh Chính phải đi đến nơi đó. Chứ mà không có họp đố ông dám đến. Khi ông dám đến vô Thái không? Không. Không đâu. Đúng không? Và cũng cái sự việc này thì Việt Nam cũng không muốn xen vào. Việt Nam thấy phức tạp quá, Việt Nam cũng không muốn xen vào. Nên là Nguyên nói cho vui, ông đi đến Arabic Saudi là bởi dự cái buổi họp Asian. Và cái buổi họp nó sẽ diễn biến ra. Thì cái buổi họp này nó ở Trung Đông, thì cái vấn đề mà tâm điểm ở tại Trung Đông người ta cũng sẽ đem đó để bàn thảo, đem đó để bàn thảo. Và không biết là Việt Nam sẽ có những lời phát biểu gì ở tại khu vực. Mong là mấy ông chánh phủ Việt Nam phát biểu cho nó đàng hoàng chút xíu. Ở bên Trung Đông nó không có hiền đâu nha, phát biểu tầm bậy tầm bạ là chết với nó đó nha. Thủ tướng Phạm Minh Chính Nguyên dặn dò cho kỹ nha, mấy Trung Đông nó không có hiền đâu nha. Phát biểu mà trong cái tình trạng bây giờ nó đang tức giận đó, cái tình hình căng thẳng ở khu vực đang nổi cơn điên đó, mà nói ông mà phát biểu mà tầm bậy tầm bạ mà nó không hài lòng nó là chết. Nó ném đá không cũng chết. Ở bên bển nó có nhiều cái tội mà nó trừng phạt nặng nề ghê lắm nha. Yêu cầu Thủ tướng Phạm Minh Chính hãy thận trọng lời nói ở tại Trung Đông trong cái giai đoạn nó vô cùng căng thẳng. Nó vô cùng căng thẳng, nên là phải thận trọng ở trong cái giai đoạn mà cả đất nước Đạo Hồi giáo ở khu vực đang biểu tình một cách rầm rộ, và cả thế giới nó đang ở trong một cái giai đoạn nó nguy kịch. Nên là đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính phải thận trọng ăn lời nói. Lời ăn nói phải suy nghĩ cho nó kỹ. Nói mà bậy bạ là chết với tụi nó. Nguyên nói đùa cho cái câu lúc nào Nguyên cũng hay châm biếm cái vấn đề Việt Nam chúng ta giữ hòa bình của thế giới. Mà các quý vị biết rồi đó, biết là cái câu chuyện đó mà. Đó là cái câu bản tin cuối vui, nó cũng liên quan đến tình hình chiến sự đang căng thẳng. Nguyên chỉ đưa những vấn đề thông tin về chiến sự căng thẳng mà thôi, chứ Nguyên không có đưa những cái tin khác, vì mang phép là không có thời gian và cũng không có đủ khả năng để mà viết những bài bình luận hay là suy nghĩ và đọc tin, vì không có thời gian. Nguyên chỉ có chú tâm những cái gì liên quan đến cuộc chiến. Đưa tin Việt Nam cũng có liên quan đến cuộc chiến, thí dụ là giữa Putin gặp mặt với Việt Nam, hay là giữa Việt Nam đi gặp ở phía bên Trung Đông, thí dụ là như vậy, thì Nguyên mới đưa. Bị tạm thời là như vậy. Mấy ngày gần đây thì nó khá là xôn xao khi cái chuyến đi của Tổng thống Zelensky ở tại Hoa Kỳ, sau đó Canada, và những chuyến đi đã có những cái thành quả đáng kể qua những cái gói trợ cấp và những cái sự tuyên bố ủng hộ Ukraine trong con đường dài. Tất nhiên nó không đạt được giống những gì mà Ukraine họ mong đợi. Thí dụ là quà tiễn tầm xa của Mỹ viện trợ, hay là vấn đề máy bay F-16, hay cả luôn những cái loại máy bay cũ của Hoa Kỳ giống như là A-10. Thì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được những sự cam kết đến từ Mỹ hay đến từ Canada về cái vấn đề này. Nhưng nói với một cái nội dung chung chung thì cái chuyến đi vừa qua nó cũng có thể nói là đem được rất là nhiều những cái thành quả đáng kể cho Ukraine. Ngoài cái vấn đề đó thì gần đây nhất thì mấy ngày hôm nay cái vấn đề quan trọng nhất mà Nguyên thấy giữa cộng đồng người Việt Nam chúng ta, hay là cộng đồng nói chung là cộng đồng của châu Âu á, đó là vấn đề xích mích giữa Ba Lan và Ukraine về vấn đề tranh cãi và có những lời nói qua nói lại trong cái vấn đề mà hợp đồng ngũ cốc, và đặc biệt là giữa ông thủ tướng của Ba Lan với Tổng thống Zelensky nói riêng. Thì hiện bây giờ cái vấn đề này nó đã được giải quyết
và nó có cái lời phát biểu của ông Tổng thống Ba Lan ngày hôm nay, nó đã an ủi chúng ta vài phần, mà chút nữa Nguyên cập nhật qua những chi tiết cụ thể. Ngoài ra, bản tin nóng nhất mà hiện bây giờ Ukraine đã thừa nhận là cái cuộc tấn công ngày hôm qua mà Nguyên đã có cập nhật cho các quý vị vào cái căn cứ quân sự Sevastopol. Thì ngày hôm nay Ukraine đã công bố ai đã tử vong, bao nhiêu người đã tử vong, bao nhiêu người đã bị thương và cái thiệt hại của Nga như thế nào. Hiện bây giờ thì ở tại đảo Crimea, chính quyền đảo Crimea thì như vậy nè, rung như vậy. Vì họ sợ những cuộc tấn công kế tiếp, họ sẽ đỡ không kịp. Lý do họ đỡ không được, nó có nguyên nhân và lý do tại sao cái phòng thủ của Nga đã thất bại. Để hứng chịu những sự đoàn tấn công nặng nề như vậy, và nó có lý do, tất cả mọi sự việc đều có lý do, các quý vị. Nên là chút nữa Nguyên cũng cập nhật cụ thể. Và cuối cùng là Nguyên cập nhật cái nền kinh tế của Nga đang dao động, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc chiến tranh dài của Nga, và Nga phải gặp những sự khó khăn. Tuy rằng Nga đang cố gắng che lấp và đang lường gạt người dân trong nước và ngoài nước và bảo đảm rằng nền kinh tế ổn, nhưng Nguyên sẽ dạch mặt, dạch lưng, đó, dạch sẹo cho các quý vị thấy là nền kinh tế của Nga không ổn chỗ nào hết. Và bây giờ chúng ta đi vào những bản tin hot khi cái chuyến đi của Tổng thống Zelensky ở tại Canada như thế nào. Thì có thể nói là một cái sự đón mời vô cùng nồng nhiệt. Có thể Nguyên nói một câu còn nồng nhiệt hơn cả Hoa Kỳ. Cái sự xuất hiện của Tổng thống Zelensky tại Quốc hội Canada, gặp những thượng nghị sĩ, nói chung chung là gặp chính phủ Canada, nó được sự đón mời vô cùng, Nguyên nói là hào hứng của những nhà chính phủ Canada. Sự tiếp đón quá nồng hậu. Và sự tiếp đón này nó đã dẫn đến cái sự việc là Canada đã quyết định trừng phạt thêm 63 sắc lệnh cho Nga. Ngoài ra Canada còn sẽ hỗ trợ cho Ukraine với một số tiền là 620 mấy triệu tiền Canada. Của chú và anh chị em. Ngoài ra thì Canada cái gói trợ cấp này sẽ bổ sung vào những xe bọc thép, xe gỡ mìn, đặc biệt là xe bọc thép. Ngoài ra Canada còn sẽ hỗ trợ cho Ukraine về vấn đề đào tạo, huấn luyện máy bay cho phi công trẻ tuổi lái máy bay 16, các quý vị. 61 hay 16 đối với Nguyên nó giống nhau. Vì model 61 nó cũng đã quá cũ rồi. Nó cũng đã quá cũ rồi. Nên là các quý vị nếu mà Nguyên lỡ nói 61, các quý vị cũng đừng quá Nguyên ơi con nói sai rồi. Đúng vậy, Nguyên nói sai theo con số, nhưng Nguyên nói đúng theo thời gian. Thì Canada sẽ, cái gói trợ cấp của Canada sẽ bổ sung và để đào tạo. Và sau này không biết Canada có sẽ hỗ trợ cho F-16 cho Ukraine với con số lượng lớn hay không, thì Nguyên không biết. Nhưng Nguyên vẫn thấy được là cái dấu hiệu trong tương lai Canada và Mỹ là hai quốc gia sẽ hỗ trợ mạnh mẽ về vấn đề F-16 cho Ukraine trong tương lai. Nói chung chung là cái chuyến đi Canada nó đã hoàn thành mỹ mãn. Ngoài cái vấn đề gặp chính phủ thì Tổng thống Zelensky đã gặp những tập đoàn tư nhân và cũng được cái sự cam kết hỗ trợ Ukraine trong khá là tuyệt vời cho đất nước. Về mặt viện trợ đến mặt sự hỗ trợ về tinh thần hay là kinh tế, cả luôn vấn đề nhân đạo. Nên là cái chuyến đi vừa qua nó đã đem lại rất là nhiều sự giúp đỡ từ nhiều quốc gia trên thế giới đã hỗ trợ cho Ukraine. Đó là bản tin về Canada, Nguyên không nói quá nhiều. Ngoài ra thì có một cái câu phát biểu của Tổng thống Zelensky mà cho Nguyên nhắc lại, vì ít có ai để ý đến cái câu phát biểu của Tổng thống Zelensky. Nó là trong quá khứ Canada đã từng đứng với những đứng đúng hướng, đứng về phía chánh nghĩa để bảo vệ trái đất này, và ngày hôm nay Canada vẫn làm tương tự như vậy. Cho Nguyên nhắc rằng là ít có ai nhớ công lao của Canada. Người ta thường nhớ đệ nhị thế chiến, cái người ta nhớ đầu tiên chỉ là đất nước Mỹ. Nhưng thực tế trong cái cuộc chiến tranh đánh phát xít Đức, cái công lao nó không chỉ có Mỹ không, nó có Canada nữa. Nhưng ít có ai nhắc đến. Thực tế là người ta quên lãng, các quý vị. Hay là người ta không biết, Nguyên không biết, nhưng hình như người ta đã quên lãng là cái công lao của Canada trong cái đệ nhị thế chiến. Lực lượng quân đội Canada đã sát cánh cùng Hoa Kỳ để đi đến châu Âu giải cứu. Nhưng ít có ai nhắc đến. Nên là cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky đã khơi dậy cái sự đóng góp của Canada trong quá khứ về đứng về phía chánh nghĩa. Đó là bản tin liên quan đến cái chuyến đi của Tổng thống Zelensky ở tại Canada.
Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những bản tin liên quan đến vấn đề tranh cãi, nảy lửa về vấn đề giữa chính phủ Ukraine với chính phủ Ba Lan. Có thể nói là đây là một cái vấn đề mà người ta đang đáng buồn, đáng lo. Đặc biệt là ông Pháp lo, ông Anh Quốc lo, ông Đức lo lắm. Đố các quý vị tại sao mấy ông này lo? Tại sao các quý vị biết là cái sự xích mích giữa Ba Lan và Ukraine trong thời gian gần đây? Thì ông Pháp ông lo lắm, ông Đức ông lo lắm, ông Anh Quốc ông lo lắm, ông Ý ông cũng lo lắm. Những cái quốc gia mà Nguyên nói là có thể có là có một cái tầm cỡ ở tại châu Âu, họ lo vô cùng. Đố các quý vị lý do tại sao đó? Nguyên đang chờ câu trả lời quý báu của các quý vị để coi các quý vị nhận định như thế nào. Tại sao? Why? Cứ cho anh xem trời khí hậu nó hơi lạnh lạnh nên Nguyên vừa dò tay các quý vị thông cảm nha. Nguyên cũng lo. Nguyên thì cái lo của Nguyên khác. Tị nạn. Yes, các quý vị đã đoán đúng. Vì nếu Ba Lan tức giận, trong tương lai Ba Lan không nhận tị nạn nữa, thì ông Pháp phải nhận. Ông Anh Quốc ông phải nhận, ông Ý ông phải nhận, nhiều ông phải nhận, họ mệt lắm cái vấn đề tị nạn rồi. Các quý vị cũng biết là ở Mỹ cũng vậy, cái vấn đề tị nạn là người ta sợ lắm. Ba Lan là cái quốc gia nhận tị nạn nhiều nhất. Nếu Ba Lan trong tương lai mà xích mích với Ukraine đóng biên giới, vấn đề tị nạn sẽ đi về đâu? Hay Ba Lan trục xuất những người tị nạn ở tại trong đất nước của mình thì họ sẽ đi về đâu? Nên cái vấn đề xích mích giữa Ba Lan và Ukraine thì mấy ông châu Âu ổng lo lắm. Mấy bữa nay là ổng ăn ngủ không yên, nên ổng đã cố gắng tìm những biện pháp giải cứu để mà hàn gắn của hai quốc gia. Sợ hai quốc gia dẫn đến cái vấn đề xích mích lớn lao, rồi phiền phức cái vấn đề mà tị nạn. Các vậy cái vấn đề tị nạn nó khổ lắm, vì cái kinh phí của tị nạn nó lớn vô cùng. Vì cô chú anh chị em, những người xin đi tị nạn là những người như thế nào? Đó là trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi. Đặc biệt là trẻ em và phụ nữ là tốn tiền nhiều nhất. Trẻ em và người lớn tuổi tốn tiền nhiều nhất. Phần lớn là người lớn tuổi là đã suy yếu, bệnh tật, vô bệnh viện tốn tiền khủng khiếp. Trẻ em phải cho nó đi học, nó phải có cái tiền xã hội, nó phải có được sự bảo đảm, tốn tiền khủng khiếp. Và khi đó người mẹ không thể đi làm được vì phải lo con còn nhỏ. Nên là tị nạn là cái tốn tiền nó chất như núi. Nên là trong thời gian vừa qua, ông Ba Lan là cái quốc gia cu mang tị nạn nhiều nhất. Và bây giờ lỡ Ba Lan và Ukraine mà có xích mích thì dân tị nạn nó sẽ rời đi. Đó, nên là hiện bây giờ ông Pháp, ông Đức, ông này, ông kia, ổng lo lắm. Nên là mấy ngày gần đây là ổng quýnh hết. Ổng quýnh giò, quýnh tay, ổng điện thoại, ổng giải quyết. Thôi mấy anh bình tĩnh lại, chúng ta phải ngồi nhau đàm phán. Cái vấn đề nó rất là nhỏ, vấn đề ngũ cốc là nhỏ thôi. Đó. Vì bắt đầu ông cảm giác là liên quan đến tương lai và vấn đề mà cái số lượng tị nạn của Ukraine không thể không nhận nếu họ xin tị nạn theo cái hiến pháp của châu Âu. Tình hình của đất nước Ukraine như vậy, bắt buộc phải nhận. Nên mấy ông khá lo. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật cái vấn đề là cái sự việc nó đã biến chuyển về cái sự xôn đột này. Và hiện bây giờ nó đang cố, nó được cái sự hàn gắn như thế nào để cho các quý vị thấy rõ được. Thì ngày hôm nay thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine, ông ta đã hạ nước nhỏ xuống và đã có liên lạc trực tiếp đến Thủ tướng của Ba Lan để tìm một biện pháp ôn hòa để giảm bớt đi cái sự căng thẳng leo thang lời qua tiếng lợi trong thời gian gần đây. Thì các quý vị biết là nó có nhiều lời qua tiếng lợi khó nghe. Một bên á, thì kêu là anh các anh đã phản bội với cái lý tưởng. Một bên á, thì cho rằng là các anh được nước làm tới. Chúng tôi làm như vậy là quá rồi. Các anh đòi hỏi quá nhiều. Các anh là những kẻ vong ơn, những sự giúp đỡ của chúng tôi. Nên là cái lời qua tiếng lợi nó khó nghe trong thời gian đã không phải là một hai ngày, nó cả mấy tuần vừa qua. Qua nhiều người, trong đó cả luôn có những lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, nó đã không được hài lòng với chính phủ của Ba Lan. Thì các quý vị cũng biết là trong cái ngoại giao chính trị, người dân thường giống như Nguyên á, Nguyên nói cái gì cũng được. Nguyên cười cũng được, Nguyên giỡn cũng được, Nguyên đùa cũng được, Nguyên nói bậy cũng được luôn. Đó, Nguyên nói bậy cũng được, không ai bắt bớ gì cả, cũng không ai bắt bẻ gì cả. Nhưng một nhà chính trị gia thì nó hoàn toàn khác.
một ông tổng thống, ông thủ tướng, ông bộ trưởng bộ ngoại giao, một lời nói của ông nó đại diện cho một quốc gia. Và chỉ cái ngôn từ sử dụng nó không đúng chừng mực thôi là nó cũng phiền phức vô cùng tận. Nên là cái vấn đề mà nghĩa là đặc biệt là báo chí nó cắt ghép, nó báo chí nó ác lắm. Nó lựa cái câu nào mà đang nói rồi nó cắt, nó đưa làm cái tựa đề chính, rồi người ta xiên tạc vào, người ta thêm mắm thêm muối dặm vào cho nó đậm đà vô. Người Việt Nam chúng ta càng chiến như vậy nữa. Một cái câu chuyện nó rất là nhỏ, qua bà Tư, bà Tám, bà Tư, bà Bảy, kế cái bà cuối cùng là câu chuyện nó mới hết luôn. Một cái câu chuyện nó không còn giống như cái câu chuyện cái gốc rễ của ban đầu. Nó là khổ như vậy đó. Nên là cái sự mà tranh cãi vừa qua về vấn đề ngũ cốc đó đã làm cho rất là nhiều sự việc nó không đúng theo cái nội dung sự thật. Nguyên đã có từng phân tích tại sao người dân Ba Lan, chính phủ Ba Lan họ không muốn nhập ngũ cốc của Uy Khanh. Vì họ phải làm hài lòng những nông dân trong đất nước. Vì cái nền tảng của nông dân, những cái quốc gia tư bản họ rất là mạnh. Và cái xã họ cần phải bảo vệ cái quyền lợi của họ. Và chính phủ Ba Lan đang bảo vệ cái quyền lợi của nhân dân. Một vị dân biểu lại phục vụ cho nhân dân, nên họ làm đúng trách nhiệm của mình. Không có cái gì tranh cãi với họ hết. Và Nguyên cũng không có tranh cãi về cái vấn đề lý tưởng. Vì mỗi con người nó có một cái quan điểm và cái nhìn khác nhau. Một người nhìn gần, một người nhìn tương lai, một người nhìn hiện tại và có người nhìn qua quá khứ. Nên cái quan điểm và cái nhận định về cái vấn đề giúp đỡ của Ukraine nó hoàn toàn khác nhau. Nên là cái vấn đề nó đã dẫn đến cái mâu thuẫn. Và đặc biệt là chúng ta sống trong một quốc gia tự do dân chủ, chúng ta có đa đảng. Không phải đảng nào cũng ủng hộ Ukraine. Có đảng thì ủng hộ, có đảng thì chống, có đảng thì đứng trung lập. Nên là chúng ta không thể thống nhất vì chúng ta không phải là một đảng.